Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ của em, Dương Hải Dương. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh, em sẽ luôn cập nhật những mẫu xe mới nhất mà BM vừa mới về để cho các bác tiện theo dõi. Và hôm nay đây, em muốn giới thiệu đến các bác một mẫu xe nhập khẩu của Hyundai. Đó là Hyundai Accent, bản nhập khẩu đời 2009. Con này là bản đủ có túi khí. Giá BM đang bán với giá là 190 triệu đồng. Bác nào muốn mua xe thì liên hệ với em Dương Hải Dương, số điện thoại 0888 907 666 để mua được với giá tốt nhất. Và sau đây em sẽ cho các bác nhìn tổng quát chi tiết và đánh giá chất lượng con xe Hyundai Accent nhập khẩu đời 2009 mà BM vừa mới về đang bán ra với mức giá 190 triệu đồng. Vâng, xin mời các bác.